Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trong cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vào hôm qua ngày 13 tháng 7. Trong sáng nay, quận Cẩm Lệ đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương và người dân sinh sống khu vực xung quanh đối diện chi cục thuế Cẩm Lệ Hòa Vang, nơi đang bị phong tỏa do có ca dương tính với SARS-CoV-2 trước đó. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại khu vực chợ Hòa Cầm. Đằng sau tôi đây là lực lượng chức năng tại trạm y tế quận Cẩm Lệ đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương của chợ Hòa Cầm cũng như là các hộ dân khu vực xung quanh này. Thì công tác xét nghiệm đang diễn ra một cách khẩn trương và đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Trước sân chợ Hòa Cầm, lực lượng y tế quận Cẩm Lệ đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 350 tiểu thương và 50 người dân sinh sống ở khu vực xung quanh. Lực lượng ban quản lý chợ Hòa Cầm phối hợp hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trước và trong quá trình xét nghiệm. Việc xét nghiệm được tiến hành bằng phương pháp real-time PCR, quy trình xét nghiệm thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế. Trước khi tổ chức xét nghiệm thì đã phối hợp với ban quản lý chợ chọn cái địa điểm rộng thoáng để bố trí đảm bảo phòng chống dịch và thông báo cho các hộ tiểu thương đúng 8 giờ hôm nay để tổ chức xét nghiệm. Và sau khi mà xét nghiệm xong thì y tế sẽ tiến hành khử khuẩn để đảm bảo cái môi trường sạch trong sau khi xét nghiệm COVID. Lực lượng y tế quận cũng khuyến cáo người dân là sau khi xét nghiệm nên ở nhà để chờ kết quả và thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế. Thông qua việc xét nghiệm nhằm phát hiện sớm người mắc COVID-19 để kiểm soát dập dịch kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn thành phố. Kết quả xét nghiệm sẽ có trong tối nay, 14 tháng 7.